Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 76, thăm dò rừng trúc lần nữa một. Tiểu thư, bốn người này giờ sắp xếp thế nào? Lúc Phục Linh quay về thì Tần Hoan đang mài thuốc bột, nàng vừa mài vừa nói. Đã thu xếp ổn thỏa cho bọn họ chưa? Phục Linh gật đầu, đã thu xếp xong rồi bọn họ cực kỳ ngoan ngoãn tần hoan gật đầu chúng ta cũng không có việc gì cần đến nhiều người như vậy nên không có gì để căn dặn phục linh nhìn lướt qua một lượt đống thuốc ở trong phòng ai nói không cần người làm mài thuốc này không phải là việc sao tần hoan khẽ cười đây là thuốc làm cho duệ thân vương thế tử điện hạ người ngoài không được động vào phục linh hơi do dự rồi nói nhưng mà tiểu thư bốn người này cứ để đó không dùng thì cũng đáng tiếc mà tần hoan cong môi thế em muốn dùng thế nào phục linh vui vẻ bốn người này đều là con cái của hạ nhân trong phủ vẫn chưa biết tính cách bọn họ ra sao sau này nếu như tiểu thư có chuyện quan trọng muốn phái người đi làm thì biết phải phân phó cho ai thế em nghĩ phải làm sao tất cả lực chú ý của tần hoan đều đặt trong việc mài thuốc phục linh khẽ cười đương nhiên là phải quan sát đã Chọn ra hai người ổn trọng đáng tin, thế nhưng tiểu thư không cho bọn họ làm việc thì cũng không nhìn ra được cái gì. "Tiểu thư, người muốn dùng phương pháp nào để thử bọn họ?" Tần Hoan lắc đầu, "Mấy chuyện này chưa vội, viên chúng ta cứ như trước đây đi." Phục Linh thở dài, "Tiểu thư cứ bình chân như vậy vậy." Tần Hoan chỉ cười trừ mà không nói gì, lực chú ý của nàng vẫn đặt trong việc làm thuốc. Đã hơn nửa tháng rồi, nàng chạy qua chạy lại giữa Tần phủ và hầu phủ cả hai bên đều xảy ra chuyện. Thế nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm ra hung thủ giết chết cửu tiểu thư vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối. Nghĩ đến đây trong lòng tần hoan chịu nặng, nàng bắt buộc phải đến xem xét rừng trúc lần nữa rồi. Lúc tần hoan về đây trời đã tối, đến lúc làm thuốc xong thì cũng không còn sớm nữa, đang chuẩn bị đi ngủ thì Phục Linh tiến vào nói. Tiểu thư, ván đường, ván đào, ván hạnh đã đứng chờ ở bên ngoài, thế nhưng lại không thấy ván lê. Tần hoan nhíu mày, nàng bắt đầu cởi y phục. Hả, Ván lê đi đâu rồi? Phục linh hừ một tiếng, trên mặt đã lộ ra vẻ không thích. Trong lúc dẫn bốn người này đi chọn chỗ ở thì nô tỳ cũng đã nhìn ra một ít, ván đường vừa chứng chạc vừa rộng lượng, nàng nhường cho mọi người chọn trước, ván đào hoạt bát hiếu động nhưng cũng biết khiêm nhường, ván hạnh thì ấp úng nói chỗ nàng ở chỗ nào cũng được, chỉ có ván lê hơi lanh chanh vừa mới bước vào đã chọn một chỗ yên tĩnh ở bên trong cùng rồi. Lúc đó nô tỳ cũng chưa nói với tiểu thư, hiện tại xem ra nàng ta đúng thật là có vấn đề. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ đến Đinh Lan Uyển, cho dù tiểu thư chưa phân phó việc gì thế nhưng ba người kia đã tự biết đứng chờ ở bên ngoài, vậy mà ván lê lại không quan tâm, chẳng hiểu đến đây để là tiểu thư hay là làm nô tỳ nữa. Tần Hoan cười cười. Có cơ hội thì em đi hỏi ba người kia xem xem ván lê là từ đâu đến phục linh gật đầu rồi mới đến giúp tần hoan thay y phục thay y phục rồi rửa mặt xong tần hoan nằm xuống mới dặn dò bảo bọn họ về ngủ đi cả em cũng đi nghỉ ngơi đi phục linh vội vàng nghe lời thổi tắt đèn rồi lui ra ngoài tần hoan đắp chăn gấm thơm tho mềm mại rất nhanh nàng đã chìm vào giấc ngủ giấc mơ đêm đó của nàng rất hỗn loạn phụ thân xưa nay vẫn luôn cẩn trọng vững vàng như núi đột nhiên quay về với sắc mặt trắng bệch người không nói nhiều lời mà chỉ bảo mẫu thân dọn dẹp đồ đạc phụ thân và mẫu thân tâm ý tương thông chỉ nhìn sắc mặt của ông thì bà đã biết xảy ra chuyện lớn rồi bà chỉ mang theo vàng bạc châu báu đơn giản nhất thế nhưng cho dù là vậy thì cũng vẫn không kịp vừa mới ra khỏi cửa thì trong thành đã hạ lệnh giới nghiêm bọn họ chưa kịp chạy đến phố lớn thì ngự lâm quân đã giết vào đến thẩm phù rồi sau đó bao vây rồi không cần biết trắng đen, cứ thế bắn giết. Từ đầu đến cuối tần hoan đều không nghĩ ra, phụ thân là quan lớn tam phẩm, cho dù đã định tội rồi thì cũng phải thông qua hình bộ rồi đến đại lý tự thẩm vấn xét xử rồi mới có thể định tội và hành hình. Vậy mà chỉ cứ thế bắn giết, đối phương chắc chắn đã được phân công đến để lấy mạng gia đình nàng. Tần hoan trợn trừng mắt, mồ hôi lạnh toát ra như mưa khuôn mặt đau đớn của phụ thân và mẫu thân trong mộng vẫn đang hiện ra ngay trước mặt nàng. Mà sắc mặt phẫn nộ trước khi chết của phụ thân chắc chắn là do oan khuất gây ra, rốt cuộc là ai cố ý hãm hại phụ thân. Tần Hoan cảm thấy cổ họng khô khốc, huyệt thái dương cũng co giật liên tục. Nàng xoay người lại nhìn thì thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu có tia sáng vọt lên. Thời gian lại trôi qua thêm một ngày nữa, nhưng hy vọng hồi kinh của nàng vẫn còn rất xa vời mà hiện tại ở kinh thành xa vạn dặm, ông Vương đã ngồi lên vị trí thái tử. Nghĩ đến vị hôn phu trước đây mới chỉ gặp mặt vài lần, lông mày tần hoan nhíu chặt lại. Trong vụ thảm án của thẩm gia, hắn đóng vai trò gì? Mồ hôi lạnh toát ra khiến cho trên người tần hoan rét run lên từng cơn, nàng quấn chặt chăn gấm thế nhưng lại không buồn ngủ nữa. Quá chậm chạp rồi, nếu nàng chỉ có chờ đợi từng ngày từng ngày thì biết đến bao giờ mới có thể trở về kinh thành hoặc chẳng lẽ nàng thật sự muốn giống như lời nói đùa ban nãy của mình với phục linh phải gả đến kinh thành tần hoan siết chặt bàn tay mặc dù đấy chỉ là hạ hạ sách thế nhưng nếu như cùng đường thì cũng không phải là không được tần hoan khép hờ mắt trong đầu tràn ngập lo lắng muốn tìm hung thủ thì không tìm ra lại bị cuốn vào vòng hỗn loạn bên trong hầu phù muốn nhìn chân tướng cũng không nhìn ra, lại bị che phủ bởi màn sương mù trong tần phù. Nếu như phụ thân còn ở đây thì án mạng của Tống Nhu nhất định rất đơn giản, nếu như phụ thân còn thì màn sương trong tần phủ cũng rất nhanh sẽ được vén lên. Lúc phục linh hầu hạ tần hoan rời giường thì phát hiện sắc mặt tần hoan hơi mệt mỏi. Tiểu thư đêm qua ngủ không ngon à? Tần hoan lắc đầu không nhiều lời, bình thản ăn xong bữa sáng rồi lại bắt đầu làm thuốc một khi đã làm thuốc là nghĩ đến yến trì nghĩ đến yến trì lại nhớ đến chuyện hắn dùng tay trái để viết chữ tất cả hầu phủ đều đang tìm người thuận tay trái mà hắn lại là người duy nhất bị phát hiện nhạc ngưng hoài nghi hắn cũng là điều dễ hiểu thế nhưng trực giác của tần hoan nói cho nàng biết yến trì không phải là một người sẽ đi giết một nữ nhân lại còn dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để giết người địa vị của hắn thì ngay cả Tống Quốc Công cũng tuyệt đối không dám tùy tiện qua lại với hắn chứ đừng nói một Tống Nhu nho nhỏ. Cho dù hai người thật sự có thù hận gì thì hắn sẽ có cả đống biện pháp để giải quyết sạch sẽ nhanh gọn, tuyệt đối sẽ không để lộ ra sơ hở cho mọi người nắm lấy. Nghĩ đến đây tần hoan hiếp hiếp mắt, Yến chỉ nhất định không phải người chính nghĩa gì, thế nhưng hắn chắc chắn không ngu xuân ngu xuẩn đến mức cho rằng mặc giá y đến dọa dẫm là có thể khiến cho nàng rời khỏi An Dương Hầu Phủ không nhúng tay vào vụ án này. Tiểu thư, nô tỳ thấy vãn đường là một người đáng tin. Phục Linh đi từ bên ngoài vào, vẻ mặt rất vui vẻ. Tần Hoan quay sang nhìn. Vì sao khẳng định như vậy? Phục Linh cười nói. Mới sang sớm vãn đường đã tỉnh dậy rồi, mặc dù không vào phòng chính nhưng đã đi sửa sang lại đám phong lan trong viện, sau đó chờ bên ngoài cửa tiếp nhận bữa sáng của người. Lúc nô tỳ đến, trông thấy phong lan trên giàn hoa được nàng chỉnh sửa rất ngay ngắn gọn gàng, có vẻ như nàng rất biết cách chăm hoa, có mấy chậu hoa được nàng sửa xong rồi nhìn đẹp lắm. Tần Hoan cười cười. Nếu thế thì đúng là rất hữu dụng. Đúng vậy, sau này có nhiều phong lan như vậy, người không cần tự mình đi chăm sóc rồi. Sau lần bị giật mình ở trong vườn lan thì Tần Hoan đã mang hơn 10 chậu hoa về để ở trong viện, sau đó khóa chặt cửa hôm lại. Từ đó về sau chăm sóc hoa lan cũng trở thành một thói quen hàng ngày của nàng. Tần Hoan lại hỏi. Thế những người khác thì sao? Phục Linh bĩu môi. Ván đào nhìn thấy ván đường như vậy thì cũng vội vàng đi theo, nhưng nô tỳ nhìn cách nàng làm việc vẫn còn chưa vững vàng lắm. Lại suốt ngày hỏi nô tỳ là tiểu thư đang làm gì, muốn đến bên cạnh hầu hạ tiểu thư hừ, nô tỳ không thèm để ý nàng ta, mặt khác ván hành kia chỉ im hơi lãng tiếng đứng ở một bên, vừa nhìn đã biết người không gánh vác nổi chuyện lớn. Còn ván lê, sáng nay nô tỳ vẫn không nhìn thấy mặt mũi nàng ta đâu. Nói xong Phục Linh khẽ cười. Có điều nô tỳ đã biết ván lê từ đâu đến rồi. Phục Linh cười như không cười mà châm biếm. Phụ mẫu của ván lê đều là quản sự của thôn trang bên ngoài cho nên cũng có chút thể diện trong tần phủ, từ nhỏ dung mạo nàng đã khá tốt, trước kia vốn đã được đưa đến làm đại nha đầu bên cạnh ngũ tiểu thư, thế nhưng không hiểu tại sao ngũ tiểu thư lại không xem trọng nàng cũng như không chọn nàng, sau đó lại được đưa đến chỗ lục tiểu thư nhưng không ngờ lục tiểu thư cũng không chọn nàng. Sau đó vì không có được vị trí đại nha đầu bên cạnh hai vị tiểu thư nên nàng lại muốn hướng đến hai vị thiếu gia. Thế nhưng bên cạnh đại thiếu gia thì ngoại trừ mấy nha đầu mà lão phu nhân tuyển chọn thì cũng không thích có quá nhiều tỷ nữ ở trong viện, còn bên nhị thiếu gia thì cũng đã có vài thị tỷ diện mạo đẹp hơn nàng rất nhiều rồi. Quay đi quay lại thì những chỗ nàng muốn đến đều không được, tuổi tác lớn không nói, hiện tại phụ mẫu cũng chuẩn bị hứa gả đi rồi, không ngờ là trong phủ lại cần người. Tần Hoan nghe thế liền nở nụ cười, hai đại nha đầu bên cạnh Tần Tương và Tần xương nàng cũng đã từng gặp, dáng vẻ tương đối bình thường. Và dung mạo của Vãn Lê rất tốt, nếu như lấn át chủ tử thì chẳng phải không ổn sao? Đây cũng là lý do vì sao Tần Tương và Tần Sương không chọn nàng. Thế nhưng thế nào cũng không ngờ đến. Chậm trễ hết lần này đến lần khác thì cuối cùng nàng ta cũng được vân đến Đinh Lan Uyên. Tần Hoan không tính là người của Tần Phủ. Sau này không biết sẽ có tiền đồ gì cho nên đương nhiên là Vãn Lê không muốn. Bởi vậy mới thể hiện ra dáng vẻ này. Tần Hoan lắc đầu, nụ cười càng tươi hơn. Sao tiểu thư còn cười? Chẳng phải Thái Hà đã nói nếu tiểu thư có bất mãn gì thì cứ đến nói với nàng sao? Nô tỳ thấy ván lê này không quy củ lắm, cứ như nghĩ mình là một nửa chủ tử rồi vậy. Tiểu thư, có muốn đi tìm Thái Hà tỷ tỷ nói một câu để tống nàng ta ra ngoài hay không? Tần Hoan cúi đầu tiếp tục mài thuốc, nàng cười nói: "Ta chỉ cảm thấy quá khứ của nàng ta vừa bực bội vừa buồn cười, năm lần bảy lượt không được chọn, chỗ muốn đến thì lại không đến được." Hai ông trời thật sự thích trêu chọc người mà phục linh cảm giác vãn lê không tôn trọng tần hoan thế nhưng lại thấy tần hoan không hề để ý đến tiểu thư có muốn đi tìm thái hà tỷ tỷ nói không tần hoan lắc đầu bỏ đi hiện tại cứ giữ nàng ta lại dù sao chúng ta cũng không cần nhiều người làm việc như vậy phục linh mím môi khẽ lẩm bẩm tiểu thư thật sự quá tốt tính rồi tần hoan vỗ vỗ nàng chân án phục linh còn đang định khuyên nhủ tiếp thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa phục linh đi ra ngoài sau đó có tiếng nói chuyện vang lên ở bên ngoài cho dù hôm qua bốn người kia chỉ nói mấy câu lúc hành lễ thế nhưng tần hoan vẫn nhớ kỹ giọng nói từng người bọn họ người vừa đến chính là vãn đường bọn họ nói chuyện ở khá xa vãn đường lại nói rất khẽ nên có thể nhận thấy vãn đường là người cực kỳ quy cù không lâu sau phục linh quay lại tiểu thư Người bên tiền viện đến, nói là lễ thu tịch nên mỗi viện đều phái người đến tiền viện để nhận đồ vật. Viện chúng ta thì phái ai đi? Tần Hoan suy nghĩ một lúc. Trong số bọn họ có ai sung phong đi không? mươi 77. Phục Linh hơi kinh ngạc. Sao tiểu thư biết, ván đào nói muốn đi? Tần Hoan cười gật đầu. Được, vậy thì để cho ván đào đi cùng với ván đường là được. Phục Linh thấy Tần Hoan tiến cử vãn đường liền cảm thấy tiến cử của mình có tác dụng cho nên nàng rất vui vẻ đi ra ngoài căn dặn không bao lâu sau tiếng động bên ngoài nhỏ dần rồi yên tĩnh trở lại phục linh trở về nói trước kia chúng ta không liên quan gì đến lễ thu tịch hiện tại quả nhiên là không giống nữa rồi phục linh nói xong lại mong chờ hai tiểu nô ở tiền viện đến nói là hiện tại tất cả hạ nhân đều phải tập trung ở tiền viện trong phủ có lẽ sẽ phải thay đổi rất lớn rồi tay tần hoan khựng lại đều bị tập trung ở tiền viện rồi Phục Linh gật đầu. Phải, sao vậy tiểu thư? Tần Hoan nhìn lướt qua thuốc bột trước mặt. Thuốc của ta không đủ, phải đi lấy thêm rồi. À, tiểu thư muốn lấy gì? Để nô tỳ đi lấy. Tần Hoan đứng dậy. Ta đích thân đi, em ở đây đi, mài đám xích thượng này ra cho ta. Phục Linh muốn nói lại thôi, Tần Hoan lại xoa xoa cổ. Ngồi lâu thành ra cổ cũng đau rồi, ta tranh thủ đi vận động một chút. Phục Linh trần trừ thế để nô tỳ đi chung với người, quay về rồi mài sau cũng không muộn. Tiểu thư nhà em cũng không phải không biết đường. Tần Hoan bật cười, vỗ vỗ nếp nhăn trên y phục rồi đi ra ngoài. Một xích thược này phải mài thật kỹ, không được lười biếng, lúc ta quay về sẽ kiểm tra. Phục Linh hừ một tiếng, nghĩ lại giờ là ban ngày, đường đến kho thuốc cũng không xa nên nàng đành phải nuốt xuống câu muốn đi chung. Tần Hoan vừa đi ra khỏi phòng, thấy cửa phòng bên cạnh chỉ khép hờ, nàng thu mắt lại rồi bước nhanh ra khỏi viện. Sắc mặt nàng chấn định, cất bước cũng nhanh, lướt mắt đảo qua những nơi mình đi qua quả nhiên thấy mấy vú già mà bình thường hay qua lại bên trong viện thì hiện tại không thấy một bóng người nào. Nàng quyết tâm hơn nữa, bước chân cũng nhanh hơn, tần phủ nhiều người nên cũng nhiều việc cho nên những hạ nhân này không thể bị giữ lại quá lâu, rất nhanh thôi bọn họ sẽ quay lại vị trí của mình để làm việc. Nàng cũng phải đi thật nhanh bước chân tần hoan quét gió, nhưng thân thể cửu tiểu thư này hơi suy yếu, chưa đi được bao lâu đã toát mồ hôi rồi. Thế nhưng nàng không quan tâm chuyện này, chạy thẳng đến phía đông, nàng nói phải đi lấy thuốc thế nhưng khi đến lối rẽ vào kho thuốc thì nàng không rẽ vào mà cứ thế đi thẳng về hướng đông. Rất nhanh nàng đã nhìn thấy viện của các di nương, sau đó nàng đi thẳng vào một con đường nhỏ nhắn hẻo lánh dẫn đến rừng trúc. Con đường mòn này chính là lần trước nàng đi theo người ta đến xem rửa giếng. Cơ hội lần trước bị bỏ qua cho nên lần này bất luận thế nào nàng cũng phải nắm chắc. Tần Hoan lướt mắt nhìn ra xung quanh, chỉ sợ bỗng nhiên có ai đó xuất hiện, hiện giờ nếu như nàng bị người ta nhìn thấy thì sẽ càng nghi ngờ nàng nhiều hơn trước đây. Cho dù khả năng bị phát hiện rất nhỏ thế nhưng một khi đã bị phát hiện rồi thì sẽ xảy ra chuyện lớn, nên trái tim Tần Hoan đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mùi trúc thoang thoảng còn chưa đến cạnh rừng trúc nhưng tần hoan đã thấy được một chút lá trúc khô héo bị gió thổi qua đây chẳng bao lâu sau rừng trúc đã hiện ra trước mắt nàng trong lòng nàng kiên định hẳn lên nhưng đang định đi nhanh vào trong thì từ phía xa xa ở trong rừng chợt thấy thấp thoáng một bóng người đang đi ra bước chân tần hoan dừng khựng lại nàng vội vàng lui về sau tần hoan đứng nép vào hành lang bên cạnh ở cách rừng trúc không xa mà bóng người từ trong rừng trúc đi ra cũng dần dần rõ ràng hẳn lên. Nổi bật trong màu xanh tươi của rừng trúc là một bóng người mảnh khảnh lòe loẹt trong bộ y phục màu đỏ tươi, nhìn vừa xinh đẹp vừa dung tục. Xung quanh không có ai nhưng người đó vẫn vừa đi vừa uốn éo rất đong đưa sinh động. Cũng vì thế nên Tần Hoan có thể tưởng tượng ra cảnh phấn trắng đắp trên mặt người đó rơi rụng phấp phới xuống theo từng bước chân. Đi từ trong rừng trúc ra chính là bác di si nương liễu thị dừng trúc chính là cấm địa trong phủ mà liễu thị đã ở nhiều năm trong phủ nên không thể không biết quy củ này thế nhưng nàng ta cũng tranh thủ lúc tất cả hạ nhân đều đến tiền việt để chạy đến rừng trúc ư tần hoan tập trung nhìn nàng thấy trên mặt liễu thị cũng có vẻ lo lắng nàng ta bước đi cực nhanh ánh mắt lại cẩn thận nhìn khắp xung quanh dáng vẻ rất lén lút sợ bị người ta phát hiện tần hoan mím môi nàng đến rừng trúc là để tìm hung thủ vậy còn bát di nương đến đây để làm gì vừa ngước mắt lên tần hoan chợt nhìn thấy bàn tay kỳ quặc của bát di nương một tay nàng ta gập ở phía trước người tay còn lại đang nắm chặt túi trong tay áo tần hoan có thể khẳng định nhất định trong túi tay áo của bát di nương có cất giấu cái gì đó chẳng lẽ nàng ta đến rừng trúc là để lấy đồ đạc bên trong rừng trúc âm u có bảo bố gì hay sao Tần Hoan vừa mải suy nghĩ thì đã nhìn thấy bát di nương đang đi về hướng này. Trong lòng Tần Hoan kêu lên một tiếng ai oán, vậy mà bát di nương này cũng đi vào con đường nhỏ vắng vẻ này, như vậy thì Tần Hoan chỉ có thể lùi ra xa thôi. Tần Hoan càng bước càng nhanh, bởi vì cho dù bát di nương kia vừa đi vừa lắc thì cũng đi nhanh hơn nàng. Tần Hoan chỉ còn cách chạy vào phía nam viện của các di nương, sau đó nàng mới có thể dừng lại thở dốc một hơi nàng quay người nhìn lại thì quả nhiên bát di nương đang lén lút trở về di nương viện. Chuyến đi này vừa phải chờ đợi lại phải bỏ chạy thành ra cơ hội tốt nhất đã trôi qua, nàng thở dốc một hơi nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đi vào rừng trúc. Chỉ có mình bát di nương sao? Có khi nào còn có người khác đi từ bên trong ra không? Tần hoan lẳng lặng, lặng đứng ở phía sau tường hoa chờ đợi, nhưng đợi khoảng nửa khắc sau thì trong rừng trúc vẫn hoàn toàn im ắng không phải bát di nương đi gặp người mà chỉ là đi lấy đồ đạc thôi sao tim tần hoan đập mạnh nàng chỉ hận không thể chạy ngay lập tức chạy băng qua con đường nhỏ đến nhìn xem thế nhưng một là thời gian đã trôi qua khá lâu hai là rừng trúc quá lớn tần hoan bình tĩnh lại một chút rồi đành phải bỏ đi ý định đi vào rừng trúc chuyến đi lần này cũng không phải là không có thu hoạch gì ít nhất nàng phát hiện có một người lén đi vào rừng trúc rõ ràng ai cũng biết chuyện rừng trúc là cấm địa có ma quỷ lộng hành thế nhưng lại vẫn có người đi vào bên trong tần hoan vừa nghĩ vừa xoay người nhưng chỉ mới xoay được một nửa thì cả người nàng đột nhiên dừng khựng lại nàng nhìn thấy một người lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này nàng vừa mới trốn ở phía sau tường hoa nhìn về hướng rừng trúc dáng vẻ có thể nói là hơi lén lút thế nhưng ngay ở chỗ rẽ phía hành lang gấp khúc cách nàng năm trượng Vãn hạnh mặc y phục màu đen đã đứng ở đó từ lúc nào không hay. Vãn hạnh đứng rụt vai cúi đầu, dáng vẻ hiền lành nhưng hơi căng thẳng. Vãn hạnh thấy tần hoan quay người lại nên nhún người. Cầu tiểu thư, nô tỳ tì đến tìm người qua về. Trong lòng tần hoan lo lắng, nàng mím môi rồi đi về hướng vãn hạnh. Vừa đến trước mặt vãn hạnh thì bước chân nàng chợt dừng lại. Ai lệnh cho ngươi đến đây? Giọng nói của nàng rất nghiêm nghị nhưng vãn hạnh càng cúi đầu thấp xuống. Người vừa mới đi thì phu nhân tìm đến, là phục linh tỷ bảo nô tỳ đi tìm người. Tần Hoan nheo mắt nhìn nàng ta một cái rồi cất bước đi về phía Đinh Lan Uyên. Tần Hoan vừa đi vừa quay đầu lại nhìn vãn hạnh, nàng chỉ thấy vãn hạnh cúi đầu thấp đến mức như sắp cắm đầu xuống đất mà đi vậy. Tần Hoan không nói gì nữa mà đi nhanh về Đinh Lan Uyên. Lúc gần đi đến cửa thì bước chân Tần Hoan lại ngừng lại ngoài cửa đinh lan uyển không những chỉ có lâm thị mà còn có tần tương tần sâm và tần lệ phục linh thì lại rất căng thẳng đứng bên cạnh nhìn thấy nàng trở về mới vui mừng hẳn lên hoan nhi con nói đi lấy thuốc mà sao lại đi lâu như vậy lâm thị vừa thấy tần hoan đến liền hỏi một câu tuy là hơi trách cứ thế nhưng giọng nói cũng không trầm trọng lắm tần hoan vội vàng tiến đến nhún người hành lễ khiến cho phu nhân đợi lâu rồi vì phải làm thuốc cho thái trưởng công chúa hầu phủ nên tần hoan không dám qua loa. Còn người hẹp dài của tần lệ nheo lại, hắn nhìn lướt qua người tần hoan, còn tần tương lại rất bất mãn với nàng. Tần sâm mỉm cười. Sao chảy đầy mồ hôi thế? Lúc quay về đây là chạy vội về à? Trong lòng tần hoan căng thẳng, còn đang định nói chuyện thì vãn hạnh ở phía sau lại thật thà nói. Cầu tiểu thư đang ở kho thuốc chờ tiền đại phu quay về nghe nói phu nhân đến nên không dám chậm trễ mà chạy nhanh về đây sống lưng tần hoan cứng đờ nàng căn bản không đến kho thuốc cũng không hề đứng chờ tiền bách nhận điều này bản thân nàng biết vãn hạnh cũng đã biết tần sâm cười cười tiền đại phu cũng phải đến tiền viện muội đến không đúng lúc rồi tần hoan khẽ cười giọng nói cũng ung dung bình thản thế thì đợi lát nữa lại phải đi một chuyến vậy lâm thị dịu dàng nói sao phải tự mình đi, đợi lát nữa bảo tiểu nô đi đi. Ngày mai là lễ thu tịch, lão phu nhân căn dặn phải làm y phục mới cho mấy đứa bọn con, chúng ta đến cẩm tú phường trong thành để may, hiện tại phải xuất phủ rồi. Đích thân lâm thị dẫn đến cẩm tú phường may y phục, đây chẳng phải cũng là một đãi ngộ sao? Đáy mắt phục linh sáng trưng hẳn lên, tần hoan cũng nhún người cười nói. Thế tốt quá, đa tạ phu nhân. Lâm thị chỉ cười mà không nói gì bà dẫn Tần Tương đi trước, Tần Hoan vừa đuổi theo vừa quay đầu lại nhìn phía sau. Vãn hạnh đứng im tại chỗ, vẫn cái dáng vẻ muốn cắm đầu xuống đất. chương 78, Bệnh kín của Tần Lệ Cẩm tú phường ở Cẩm Châu và Cẩm tú phường ở Kinh Thành đều thuộc cùng một chủ nhân. Mấy người tần phủ vừa bước xuống xe ngựa đã có một gã sai vặt đến nghênh tiếp. Hắn chào hỏi vừa nhiệt tình vừa am hiểu, mọi người vừa bước vào trong thị trường quầy cũng đã chạy ra. Ây dô, tần phu nhân đến rồi, mau ngồi xuống bên này. Người đâu, dâng trà. Lâm thị được trưởng quầy mời đến ngồi xuống ghế dành cho khách ở bên cạnh. Trưởng quầy lại khen tặng tần sâm và tần lệ không mớt lời. Bỗng nhiên trưởng quầy lại nói. Lần trước đại thiếu gia đặt bọn ta làm cài đầu lam bảo thạch, thiếu phu nhân có thích không? Chấm, nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay trùng chuyện. VN. Tần sâm nghe thế thì khẽ cười, ngược lại nhìn về phía tần hoan cũng không thấy cửu muội muội đeo nhỉ trưởng quầy hơi khó hiểu tần hoan đã mím môi nói đồ quá mức quý trọng nên chưa dám đeo trưởng quầy là người tinh khôn hắn vừa nghe thấy thế đã hiểu được rồi hóa ra là thiếu gia và thiếu phu nhân tặng lại cho người đẹp bộ lam bảo thạch đó phẩm chất thượng hạng bất luận là được thiếu phu nhân hay được cửu tiểu thư dùng đều cực kỳ xứng đáng tần sâm cười rộ lên hôm nay mấy huynh muội bọn ta đến để may đồ mới mùa thu trường quầy an bài người làm đi trường quầy nghe thấy thế vội vàng đáp lời rồi ngay lập tức phân phó người làm trong cửa tiệm lâm thị ở bên cạnh cũng nói đo xiêm y xong rồi sâm nhi đi an bài thuyền du hồ ngày mai đi bà nói xong lại nhìn sang tần hoan chiều mai hoan nhi đi cùng tương nhi đến hồ lệ thủy đi lễ thu tịch năm nay là lần đầu tiên con được đi chơi rồi Tần Hoan không hề biết rằng năm nay Lâm thị lại cho phép nàng cùng ra ngoài với Tần Tương, nàng vội vàng nói. Tam thúc mẫu, hôm qua đến hầu phủ, hầu gia và phu nhân cũng mời Tần Hoan đi, lúc đó con không biết trong phủ đã có sắp xếp nên đã đồng ý rồi. Lâm thị hơi kinh ngạc. Hoan nhi sẽ đi du thuyền chung với An Dương hầu phủ. Tần Hoan gật đầu. Vâng, chiều mai người hầu phủ sẽ đến đón Tần Hoan. Lâm thị đang định gật đầu thì Tần Tương ở bên cạnh nói mẫu thân người ta đã muốn bò lên hầu phủ ở trên cao rồi người việc gì phải tính toán cho nó đã có hầu phủ rồi thì người ta đương nhiên là chướng mắt con thuyền nhỏ của tần phủ này rồi tương nhi lâm thị khẽ quát một câu không vừa lòng tần hoan hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi lâm thị nhìn tần hoan cười gượng nếu đồng ý với hầu phủ rồi thì phải giữ lời thôi ngày mai con chuẩn bị sớm một chút tần hoan gật đầu vâng tần hoan hiểu rõ lâm thị có vẻ như hết sức hài lòng cong môi cười mà không nói gì biết tần tương không vừa mắt tần hoan nên lâm thị bảo tần tương vào trong đo người trước còn bên này tần sâm cũng được mời vào trong phòng dành cho khách nam lâm thị ngồi đó uống trà còn tần lệ lại từ từ tiến đến trước mặt tần hoan vừa nãy cửu muội muội đi đâu thế tần lệ vừa lên tiếng đã muốn tung lấy tần hoan không buông tần hoan tỉnh bơ đương nhiên là đến kho thuốc lấy thuốc Tần Lệ cười cười, đôi mắt nhỏ hẹp hơi nheo lại. "Thật không, lúc nô tỳ của muội rời đi thì cũng đi rất nhanh, còn lúc muội trở về trên mặt lại đầy mồ hôi. Nếu cả hai đều đi gấp về gấp thì không có khả năng bắt bọn ta phải chờ lâu như vậy." Mặt Tần Hoan vẫn không đổi sắc. "Không ngờ Nhị ca lại chú ý đến mấy chi tiết này." Nhị ca nói không sai, có điều không phải vì ta đi chỗ nào khác, mà là khi nô tỳ của ta đến bẩm báo, ta lại chờ một lúc rồi mới chạy về Đinh Lan Uyển. Tần lệ nhíu mày, nhìn lướt qua lâm thị ở cách đó không xa. Trường bối cho gọi vậy mà còn dám chậm trễ. Trong mắt tần hoan có vẻ hơi thờ ơ. Ta nghĩ cũng không có việc gì gấp, tranh thủ lấy thuốc mới là quan trọng. Tần lệ nhíu mày rồi lại nhíu mày, đương nhiên không ngờ được tần hoan lại lấy lý do này để thoái thác, vì thế hắn khẽ cười. Ta còn tưởng rằng muội vẫn muốn đóng giả ngoan ngoãn chứ. Hóa ra cũng không phải là hoàn toàn không oán giận nhỉ. Tần Hoan khẽ hất hàm. Nếu là nhị ca, nhị ca cũng không hề oán hận sao? Tần Lệ lắc đầu. Đương nhiên không, ta không chỉ sinh lòng oán hận mà có khi còn sinh lòng trả thù. Tần Hoan cười cười rồi không nói gì thêm. Lúc Tần Sâm ra ngoài cũng đúng lúc nhìn thấy Tần Lệ và Tần Hoan đang nói chuyện, hắn nhân mày. Nhị đệ, đến lượt đệ rồi. Tần Lệ có vẻ như không hề sợ sệt gì Tần Sâm, nghe thấy thế liền nhìn Tần Hoan một cái rồi mới rời đi. Lúc Tần Lệ đi vào phòng trong thì Tần Sâm đi đến bên cạnh Tần Hoan. Vừa rồi nó nói gì với muội thế? Tần Hoan cười khổ. Huynh ấy hỏi vì sao ban nãy muội lại đến chậm. Tần Sâm trừng mắt. Vừa rồi, à, bọn ta mới chỉ chờ một lúc, sao nó lại chất vấn muội? Tần Hoan lắc đầu, giọng nói ung dung. Cũng không phải chất vấn, huynh ấy chỉ hỏi muội đi đâu thôi. Sau đó muội giải thích, muội nghe được tin tức của ván hành thì đợi tiền đại phu một lúc sau đó mới rời khỏi nàng nói xong thì trên mặt cũng có hơi không được tự nhiên. Lúc ấy không biết phu nhân tìm muội vì chuyện gì, mà muội lại muốn làm thuốc nhanh một chút. Tần Sâm cười cười, muội đó. Nói xong lại liếc mắt về phía Lâm thị rồi khẽ nói. Có điều trước đây lúc huynh bị mẫu thân gọi đến cũng rất thích kỳ kèo mẻ nheo. Tần Hoan nghe thấy câu này thì trong lòng thật sự có chút ý cười chân thành đối với vị đại ca này. Nhưng chớp mắt sau Tần Sâm bỗng nhiên nói. Ngày thường nhị ca muội cũng chẳng đứng đắn gì, muội cách xa hắn một chút thì tốt hơn. Trong lòng tần hoan chợt lóe lên một ý nghĩ hơi kỳ quái, thế nhưng còn chưa kịp nắm lấy thì ý nghĩ đó đã biến mất. Nội tâm nàng lại trở nên mờ mịt, không khỏi nhớ đến sáng nay lúc bắt gặp bát di nương đi từ trong rừng trúc ra, chẳng lẽ ý nghĩ đó có liên quan đến bát di nương? Cửu muội muội làm sao thế? Thấy mặt tần hoan đầy trầm tư nên tần sâm hỏi một câu. Tần Hoan vội hoàn hồn, nàng lắc lắc đầu. "Không có gì, đại ca yên tâm, muội hiểu rồi." Tần Sâm hài lòng gật đầu, bên này Tần Tương đã đo xong, người làm lại mời Lâm thị, Lâm thị thấy Tần Hoan và Tần Sâm nói chuyện nên bảo Tần Tương đỡ mình đi vào. Lâm thị vừa vào trong thì Tần Lệ đã vừa mặc áo vừa đi ra ngoài. Tần Lệ vừa mặc áo vừa đi đến chỗ Tần Hoan, nàng nhìn lướt qua hắn trong vô thức thế nhưng vừa nhìn thì lông mày nàng đã nhíu chặt lại. Hôm nay Tần Lệ mặc một bộ nam bảo cổ đứng có tả xéo, áo che kín cổ. Thế nhưng lúc hắn vừa đi vừa mặc áo thì Tần Hoan nhìn rõ được mấy nốt sưng đỏ trên cổ hắn, mà trên nốt sưng còn có tình trạng lở loét, cực kỳ giống một loại bệnh mà trước đây Tần Hoan đã từng nghiên cứu đến. Tần Hoan trao mày nhìn Tần Lệ đi đến đây. Thế nhưng, sắt Tần Lệ lại có thể bị bệnh này được chứ? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 79, đích thân đến đón. Trên xe ngựa quay về phủ, Tần Hoan vẫn mãi suy nghĩ đến thứ mà mình nhìn thấy. Chắc hẳn nàng không nhìn nhầm, vết sưng loét trên cổ Tần Lệ chính xác giống bệnh này, nhưng Tần Lệ là nhị thiếu gia trong phủ, địa vị cũng cao quý thì làm sao có thể. Tần Hoan chau mày, tâm hồn lại lập tức bay đến rừng trúc. Sau Lưu Xuân là đến Bát Di nương cũng đến chỗ đó, chẳng lẽ lưu xuân và bát di nương có quan hệ gì tần hoan nghĩ mãi không thông tần lệ lưu xuân bát di nương diêu tâm lan tần sâm như người này đều là người cực kỳ khả nghi bên trong tần phủ nhưng hiện tại trước mắt tần hoan sương mù vẫn răng trùng trùng điệp điệp nhìn không rõ đoán không ra nàng giống như một người đi men theo vách núi không biết lúc nào thì hụt chân rơi xuống dưới lúc trở về đến tần phủ thì trời cũng tối Tần Hoan về đến Đinh Lan Uyển thì bốn nha đầu kia đã đứng ở trước cửa phòng chờ nàng. Bái kiến tiểu thư. Tống nhu đảo mắt qua gương mặt của từng người, lúc nhìn đến vãn hạnh thì hơi dừng lại một chút. Tần Hoan gật đầu. Viện này của ta rất ít việc, các người quay về nghỉ ngơi đi. Mấy người nhún nhún người, còn vãn đường lại ngẩng đầu lên nói. Tiểu thư, đồ dùng cho lễ thu tịch trong viện chúng ta đã lĩnh về rồi, người xem bao giờ thì bắt đầu bố trí. Khóe môi tần hoan hơi cong. Để mai đi, việc này cứ giao cho ngươi với vãn đào đi. Vãn đường trầm ổn, vãn đào linh hoạt, hai người này có thể kết hợp lại thành một cặp. Đáy mắt vãn đường hơi sáng lên, trên mặt vãn đào lại cực kỳ mừng rỡ. Bốn người cùng nhau đến đây mà hiện tại chỉ có hai người các nàng được giao việc, đủ thấy được tần hoan đã coi trọng hai người. Vâng, xin tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ bố trí thỏa đáng. Tần Hoan gật đầu rồi đi vào trong phòng. Phục Linh vừa giúp nàng cởi áo ngoài vừa nói: "Xem ra ván đường thật sự khiến cho người ta yên tâm, sau này tiểu thư sẽ coi trọng nàng ta hả?" Tần Hoan liếc mắt nhìn Phục Linh, "Nếu như ta coi trọng nàng ta thì em tính sao?" Phục Linh sững sốt, dường như bây giờ mới nghĩ đến điều này, nàng xấu hổ cười cười. "Cho dù có coi trọng ván đường thì nàng ta cũng không có được tình cảm giống như nô tỳ và tiểu thư." Huống chi nô tỳ biết phân lượng của bản thân, dù sao thì bên cạnh tiểu thư phải có nhiều hơn mấy người thạo việc thì mới tốt. Phục Linh đã đi theo Tần Hoan nhiều năm, nàng cũng không phải người sinh ra từ Tần Phủ Cẩm Châu. Nếu như nàng rời khỏi Tần Hoan thì cũng coi như mất đi trụ cột duy nhất, thế nhưng nàng lại không hề lo lắng cho địa vị của mình. Cũng không nói rõ ra được là có coi trọng hay không, mấy việc này có người làm thì càng tốt. Tần Hoan vừa đi vào trong vừa hỏi em mới kể đến mấy chỗ ván lê bị đưa đến ngày trước, thế còn mấy người kia thì sao? Phục linh tiến lên nói. Ván đường đã được dạy dỗ rất tốt từ nhỏ rồi, ngày trước cũng định đưa đến chỗ lục tiểu thư nhưng sau lại bị người khác giành mất vị trí. Dù đều là con của nô bộc nhưng phụ mẫu ván đường lại không hối lộ cho quản sự nên ngay cả làm nha đầu cho tiểu thư thứ xuất cũng không làm được. Ván đào cũng gần giống với ván đường, nghe nói phụ mẫu đều mất rồi, chỉ còn một vị huynh đệ làm chân chạy vặt ở ngoại viện. Còn Vãn Hạnh thì Vãn Đường không biết tin tức gì về nàng ta cả, nói có khả năng Vãn Hạnh là được mua từ bên ngoài vào rồi coi như con cái của nô bộc mà dạy dỗ. Nói xong Phục Linh lại than thở. Mua từ ngoài về, không có chỗ dựa nào trong phủ, cũng không biết thói đời ấm lạnh trong phủ. Có điều điểm tốt nhất đó là tiểu thư là chỗ dựa duy nhất của nàng ta, cho nên có lẽ sẽ trung thành. Tần Hoan ngồi xuống trên sập dài, biểu hiện lúc chiều nay của vãn hạnh chính là đang tỏ lòng trung thành trong số mấy người thì vãn hạnh là người không có cảm giác tồn tại nhất. Nhưng Tần Hoan hiểu, đằng sau vẻ bề ngoài chất phác vụng về đó lại là một con người rất thông minh khéo léo. Nếu không thì làm sao ban nãy lại có thể giúp nàng một tay, trong khi chính vãn hạnh cũng không biết Hoàng Đại Phu cũng đến tiền viện rồi. Mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy, làm sao vãn hạnh có thể biết rõ điều này? Tiểu thư, ngày mai đi hồ lệ thủy thì mặc váy nào? Giọng nói của Phục Linh kéo lại suy nghĩ của Tần Hoan, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Phục Linh cầm hai bộ y phục rất tinh xảo hoa mỹ. Một bộ là lần trước Giang thị tặng, còn một bộ khác là Lâm thị dặn người đưa đến. Tần Hoan lắc đầu, cứ chọn đại bộ nào cũng được. Phục Linh nhìn dáng vẻ của Tần Hoan rồi thở dài, tiểu thư nhà nàng chẳng có ý định ăn mặc trang điểm đẹp đẽ gì cả. Mai đi hội còn có hai vị công tử hầu phủ, chưa kể sẽ gặp được những quý công tử khác nữa. Nếu như là tiểu thư nhà khác thì đã sớm vắt óc suy nghĩ xem ngày mai làm thế nào để trở thành người nổi bật nhất rồi. Phục Linh than ngắn thở dài, sau đó tự mình đi xem xem ngày mai T.S.N.N. nên mặc cái gì. Chủ tớ hai người đều có điều suy nghĩ riêng, cho mãi đến lúc đêm khuya lên giường đi ngủ thì Tần Hoan mới nhớ ra phải dặn dò Phục Linh. Ngày mai nhớ nhắc ta mang theo thuốc cho chỉ Điện Hạ, thuốc lần thứ hai này đương nhiên không giống hôm trước. Phục Linh đáp lời giòn tan. Biết rồi tiểu thư, mấy hôm nay người vì chỗ thuốc này mà tốn không ít tâm huyết, nô tỳ không dám quên. Tần Hoan lúc này mới ổn định lại suy nghĩ, thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Trong mộng là một khu rừng trúc xanh um tươi tốt. Tần Hoan nâng cao váy, chạy không kịp thở, lúc nàng qua đầu nhìn lại thì bóng đen kia đang ép sát đến. Tần Hoan nghiến chặt răng, một giọt nước mắt chuẩn bị trào ra nơi khóe mắt thế nhưng lại bị nàng cố gắng đè nén trở lại. Nàng dùng hết 10 phần sức lực, nhưng bỗng nhiên dưới chân nàng không biết giẫm phải cái gì khiến cho thân thể đổ nhào về phía trước. Một cơn đau ê ẩm phát ra từ trên đầu gối, khiến nàng không thể bò dậy được. Mà chính vì nàng bị ngã nên bóng đen kia đã đổi kịp, hắn vươn tay túm lấy mắt cá chân nàng. Tần Hoan khóc nức nở thành tiếng nhưng đôi tay kia không hề nới lỏng, cứ thế túm cổ chân nàng lôi vào sâu trong rừng trúc cảnh cây lá cây rơi trên đất bị thân thể của nàng kéo theo tạo ra một dấu vết rất dài đôi tay nàng vũng vẫy để mong tóm được cái gì thế nhưng trong lòng bàn tay chỉ tóm được mấy cành khô lá vụn vô ích tần hoan cực kỳ sợ hãi mồ hôi lạnh toát ra đầy trên mặt nàng muốn hét lên thật to thế nhưng há miệng ra rồi vẫn không kêu lên thành tiếng rất nhanh sau đó người kia túm được tóc của nàng rồi lại tiếp tục kéo đi Cơn đau đớn khiến cho trước mắt tần hoan mọi thứ đều biến thành màu đen. Tiếp theo đó lại có một đôi tay túm lấy cổ nàng. Hắn siết chặt tay khiến cho cả người nàng vùng vẫy vùng vẫy giống như con cá. Thế nhưng đôi tay hắn có sức lực cực lớn, căn bản nàng không thoát ra được. Nước mắt tần hoan tràn mi, nàng cố gắng mở to mắt ra nhìn gương mặt đằng trước mình xem là ai. Cách một tầng nước mắt, tần hoan chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ của nam tử nàng cố gắng trợn to mắt định rằng trước khi tắt thở phải nhìn ra được khuôn mặt kia. Dần dần, quai hàm nam nhân từ từ lộ ra, sau đó đến miệng, mũi, lộ tai, lông mày. Trong ngũ quan thì chỉ còn thiếu mỗi đôi mắt. Tần hoan nóng lòng như lửa đốt, ánh mắt nam nhân cũng dần dần hiện ra. Tiểu thư, người tỉnh lại đi. Nàng bừng tỉnh, hai chồng mắt mở to nhìn lên đỉnh màn, bên tai là tiếng gọi lo lắng của phục linh. Tần Hoan há mồm hít thở mạnh từng hơi, tay nàng nắm chặt chăn gấm. Tiểu thư, người gặp ác mộng à? Giọng Phục Linh rất mềm mại tựa như sợ mình sẽ dọa đến Tần Hoan. Tần Hoan lại thở hổn hển thêm mấy hơi nữa rồi mới chớp chớp mắt. Nàng quay qua nhìn thì thấy đáy mắt Phục Linh cũng hơi dớm lệ, cơ thể cứng đờ của nàng mới giãn ra một chút, lại thở ra một hơi. Phải, ta mơ thấy ác mộng giọng nói nàng rất khàn nên phục linh lại vội vàng chạy đi rót nước bình thường trời vừa sáng thì tiểu thư đã thức dậy hôm nay lại dậy hơi muộn nô tỳ đi vào xem lại nghe thấy dường như tiểu thư đang nức nở sau đó nô tỳ vén màn lên thì thấy tiểu thư đang nắm chặt chăn giống như bị bóng đè vậy phục linh đỡ tần hoan dậy đưa ly nước đến nô tỳ nghe nói người bị bóng đè sẽ bị bắt mất hồn nô tỳ thực sự sợ linh hồn nhỏ bé của tiểu thư sẽ không còn nữa Tần Hoan nằm mơ nửa thật nửa ảo, trong lòng cực kỳ căng thẳng nhưng nghe thấy câu nói đùa này của Phục Linh thì nhẹ nhõm đi không ít. Nàng uống xuống hai ngụm nước rồi dần chấn định lại, do mấy hôm nay nàng nghĩ quá nhiều đến vụ án này nên mới nằm mơ, có điều gương mặt xuất hiện sau cùng trong giấc mơ kia rốt cuộc là ai. Tần Hoan lau mồ hôi trên mặt rồi lại sờ sờ cổ mình, cũng may đây chỉ là giấc mơ. Mới chỉ nằm mơ thôi mà đã sợ hãi thế rồi vậy thì lúc cửu tiểu thư chết nàng ấy đã sợ hãi đến mức độ nào cửu tiểu thư bị bóp cổ cái chết đến rất chậm thậm chí còn đau đớn khổ sở hơn so với nàng bị một mũi tên xuyên tim mà chết ánh mắt tần hoan dần trầm xuống nàng quay đầu ra nhìn thì thấy trời đã sáng rồi dậy thôi hôm nay phải ra ngoài tần hoan rất giỏi trong việc điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng nàng đứng dậy rửa mặt rồi lại ăn bữa sáng đến bữa trưa sau đó nàng lại ngồi ở cạnh cửa sổ luyện chữ. Nàng mới viết chưa được một nửa thì đã nghe thấy tiếng ồn ào trong viện, quay ra nhìn thì thấy Vãn Đường và Vãn Đào đang trang trí sân viện. Viện này của nàng trước đây không có ai ở, bởi vậy bên dưới mái hiên chỉ có hai ngọn đèn lồng. Hiện tại đã là lễ tu tịch, Vãn Đường đã đi lấy đèn mới về thay thế rồi. Đèn vừa treo lên thì trong viện sáng trưng như dưới quang cảnh của pháo hoa. Trong viện vãn đường chỉ huy còn vãn đào leo lên leo xuống trên thang phát hiện ra nhân lực không đủ nên vãn đào lại chạy vào bên trong không lâu sau vãn hạnh trầm mặc chất phát đi theo ra ngoài tần hoan lại cười nhạt xem ra là không mời được vãn lê rồi trong viện có thêm một người giúp đỡ nên vãn đào hăng hái hẳn lên trở thành luôn người chỉ huy của vãn hạnh và vãn đường những công việc dạng như di chuyển vật nặng thì vô hình chung lại đầy cho vãn hạnh chấm tsn nheo mắt quả nhiên ở đâu cũng có ma cũ bắt nạt ma mới. Tùy tiền hoan quan sát rất vui vẻ thế nhưng đột nhiên lông mày nàng dương lên. Nhìn vãn hạnh có vẻ như gầy gầy yếu yếu, thế nhưng nàng lại rất linh hoạt khi mang vác những vật nặng mà bình thường cô nương ra phải vất vả chầy chật. Trèo lên thang cũng có hơi nguy hiểm và khó khăn thế nhưng nàng vẫn leo lên trèo xuống lưu loát như không. Nhìn vãn hạnh leo đến đỉnh thang, rồi cong người dứt khoát tháo đèn lồng xuống ánh mắt tần hoan lập tức tối lại. Nàng vốn tưởng vãn hạnh chỉ là một kẻ giả vờ ngu dốt thôi nhưng hiện tại nàng nhìn thấy có vẻ không chỉ như thế. Ngoại trừ dáng vẻ chất phác, nàng không chỉ có đầu óc thông minh khéo léo mà còn có thân thủ cực kỳ linh hoạt khéo léo. Nhìn động tác của nàng khiến cho tần hoan lập tức nghĩ đến nhạc ngưng. Kinh nghiệm trước đây đi theo phụ thân khiến cho tần hoan cực kỳ chú ý đến những tiểu tiết không cần phải ra sức quan sát người khác từng ly từng tí thì nàng cũng vẫn có thể ghi nhớ được thói quen và hành tung của mỗi người. Nhạc ngưng có rất nhiều thói quen, tất cả đều tạo ra do thói quen tập võ hàng ngày, bởi vậy trên người giỏi giang có thừa nhưng lại cứng nhắc không điềm đạm. Nhạc ngưng, vãn hạnh hai con người không giống nhau nhưng lại khiến cho tần hoan có một cảm giác rất tương tự. Mí mắt tần hoan giật giật, chẳng lẽ, vãn hạnh biết võ công? Ý nghĩ này vừa nảy sinh ra thì tần hoan không thể không quan sát kỹ vãn hạnh rồi. Ngay lúc nàng đang nhìn thì có tiếng đập cửa vang lên bên ngoài viện. Vãn đường đi nhanh ra ngoài, không bao lâu sau đã quay về. Vãn đường nói khẽ với Phục Linh mấy câu, sau đó Phục Linh xoay người đi vào trong phòng chính. Tiểu thư, người hầu phủ đến đón, chúng ta phải đi rồi. Tần Hoan nhìn sắc trời bên ngoài, sao nhạc ngưng lại đến sớm hơn nửa canh giờ. Dù nghĩ như vừa nhỉnh nhưng Tần Hoan vẫn lệnh cho Phục Linh thu xếp mọi thứ để chuẩn bị ra cửa. Gần một khắc sau Tần Hoan và Phục Linh đã cùng nhau đi đến bên cửa Tây Tần Phủ. Còn chưa đến gần Tần Hoan đã nhìn thấy Yến Trì mặc một bộ áo bào màu đen bay phấp với đứng bên ngoài cửa phủ. chương 80, Hiểu lầm lớn. Rõ ràng là nhạc ngưng hẹn đến đón nàng, sao bây giờ lại là Yến Trì? Trong lòng Tần Hoan trần chờ nhưng bước chân vẫn không ngừng đi về hướng Yến Trì. Bái kiến thế tử điện hạ. Yến chỉ mặc hoa phục đen cao cổ, hoa văn được thêu bằng chỉ màu vàng thỉnh thoảng lại sáng lóe lên dưới ánh mặt trời mùa thu ấm áp toát ra vẻ quý phái của người mặc. Tuy rằng hắn chỉ đứng yên lặng ở đó thế nhưng khí thế toàn thân đã đủ khiến cho người gác cổng tần phủ cũng không dám thở mạnh. Thấy tần hoan đi ra cửa, Yến chỉ lạnh nhạt nhìn sang bên này, hắn đang quan sát nàng. Tần hoan bị ánh mắt u ám của hắn làm cho nàng trột dạ đương nhiên nàng vẫn còn nhớ hôm đó nàng và nhạc ngưng cùng nghi ngờ yến trì lúc từ viện của hắn rời đi có thể nói là cực kỳ thất lễ rồi đi thôi nhìn tần hoan một lát rồi yến trì đột nhiên lên tiếng tần hoan thở phào nhẹ nhõm nàng ngừng đầu lên chỉ thấy có một chiếc xe ngựa như vậy chẳng lẽ nàng lại phải ngồi chung một xe với yến trì ngồi chung xe cũng không có gì đáng sợ Đáng sợ chính là hôm nay trên người Yến Trì có khí thế rất mãnh liệt. Tần Hoan vẫn phải bất chấp mà leo lên xe ngựa. Màn xe buông xuống, trong xe ngựa nhất thời tối sầm xuống. Toàn thân Yến Trì mặc y phục đen, sắc mặt có vẻ như cũng đen nốt, càng khiến cho hắn vừa bí hiểm vừa khó đoán. Cũng ngay lúc đó, Tần Hoan lại nhìn chằm chằm vào tay trái Yến Trì trong vô thức, tại sao hắn lại dùng tay trái chứ? Ngươi đang nhìn cái gì? giọng nói yến chỉ hơi nguy hiểm tần hoan ngay lập tức ngẩng đầu lên yến chỉ giơ tay trái lên hơi nhăn mày tay ta làm sao tần hoan mím môi đối diện với con mắt đen kịt của yến chỉ bỗng nhiên nàng nói thế tử điện hạ có thể dùng tay trái viết chữ yến chỉ khựng lại trong mắt có vẻ như vừa giật mình hắn hơi cong môi rồi cười cười tay trái không chỉ có thể viết chữ mà còn có thể dùng đao Tần Hoan không đoán ra hắn đang cười đùa hay là đang nói thật, lông mày nàng khẽ trao lại. Điền Hà cũng biết, tất cả hầu phủ đều đang tìm người thuận tay trái. Yến chỉ gật đầu. Thì sao? Trong lòng Tần Hoan gấp gáp. Hiện tại chỉ có duy nhất Điền hạ là người thuận tay trái. Xe ngựa bắt đầu di chuyển, vì hôm nay đã vào lễ tu tịch nên thành cầm châu náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều lần, tiếng ồn ảo huyên nào truyền qua song cửa sổ vào bên trong xe ngựa nhưng tần hoan lại cảm thấy bầu không khí bên trong xe như đã đóng băng luôn rồi người đang hoài nghi ta yến chỉ lên tiếng hỏi thì giọng nói càng trở nên nguy hiểm cứ như nếu nàng gật đầu thì hắn sẽ kết liễu nàng luôn ngay trong xe ngựa này còn người tần hoan đảo một vòng cũng không nói là hoài nghi có điều chính xác là điện hạ thuận tay trái phải không yến chỉ cười như không cười trong lòng ngươi ta có khả năng là hung thủ trong lòng tần hoan thầm lắc đầu thế nhưng ngoài miệng lại trần chờ Nếu nói hoài nghi điện hạ là hung thủ thì không đủ chứng cứ. Yến trì gật đầu. Hóa ra người vẫn còn nhớ rõ không đủ chứng cứ. Tần hoan nói rất khẽ, thậm chí còn rất yếu ớt. Nếu chỉ dựa vào mỗi một điểm yến trì thuận tay trái mà hoài nghi hắn thì chính tần hoan cũng cảm thấy hơi qua loa, cho nên nàng cười trừ. Đương nhiên, nếu không, nếu không người đã đi tố giác ta từ lâu rồi. Tần Hoan bị hắn nói chúng nên càng cảm thấy xấu hổ. Điện Hà yên tâm, chân tướng như thế nào là chuyện của chi phủ đại nhân, Tần Hoan hẳn sẽ không nhúng tay vào. Nói xong Tần Hoan lại lảng sang chuyện khác. Vết thương của Điện Hà thế nào rồi? Yến chỉ hừ nhẹ một tiếng. Có vẻ không tốt lắm. Tần Hoan sừng sốt. Sao lại không tốt, do Điện Hà động võ hay là cưỡi ngựa? Yến chỉ hất hàm. Cái gì cũng chưa làm, chỉ là miệng vết thương cực kỳ khó chịu tần hoan thầm hồi hộp không thôi chẳng lẽ nàng dùng thuốc quá mạnh nên không đúng có thể nói vết thương của yến trì rất nặng nếu nàng dùng thuốc không thích hợp thì chỉ sợ vết thương không những không khép miệng mà ngược lại càng dễ nhiễm trùng mặc dù trước đến giờ tần hoan luôn cẩn thận chắc chắn về y thuật của mình thế nhưng mệnh lệnh của yến trì vẫn quan trọng hơn vì thế đến lúc yến trì nói xong thì nàng lại tự hoài nghi bản thân tần hoan giơ tay nhấc màn xe lên nhìn thấy xe ngựa đang đi về hướng nam thành nàng hỏi hay là tần hoan bảo xe ngựa đi về hướng hầu phủ tần hoan xem lại vết thương cho điện hạ nếu như phương thuốc không đúng thì phải đổi yến chỉ nhíu mày tự như hắn không ngờ tần hoan lại lập tức muốn xem vết thương cho hắn nhìn ánh mắt trong vắt như suối của nàng đáy lòng yến chỉ sinh ra một ý nghĩ thú vị hôm nay thái trưởng công chúa cũng ra ngoài hiện tại đang chờ ngươi cho nên không quay về nữa Yến chỉ nói bâng quơ thế nhưng lại có cảm giác lạnh lùng bức người. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Huống chi vết thương của ta không đáng nhắc đến. Tần Hoan nghiêm mặt. Vết thương của Điện Hạ rất nặng, nếu để biến chuyển xấu hơn nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nếu nhẹ thì cũng để lại di chứng. Điện Hạ hiện tại vẫn còn trẻ, chờ qua vài năm nữa rất có khả năng Điện Hạ sẽ bắt đầu ốm đau không ngừng, đến lúc đó làm sao lên chiến trường được nữa. Tần Hoan nói đến chính sự thì luôn luôn lạnh lùng nghiêm trang, mà loại nghiêm trang này khiến cho Yến chỉ mê muội nhất. Hắn thoáng suy nghĩ trong một khắc rồi sau đó mới cười miễn cưỡng. Một khi đã như vậy thì ngươi xem luôn trên xe đi. Tần Hoan nhíu mày, trong xe, ánh sáng trong xe hơi tối, thế nhưng nếu thật sự không thể quay về hầu phủ thì cứ xem luôn trong xe cũng được. Dù sao chút nữa cũng đến bến bờ hồ lệ thủy nên không thể ở trước mặt người nhà An Dương Hầu Phủ xem thương thế cho hắn được. Tần Hoan vẫn rất nghiêm túc, nàng hoàn toàn không chú ý đến trong mắt Yến chỉ có hơi kỳ lạ. Được, vậy mời Điện Hà cởi áo ra. Tần Hoan thỏa hiệp, thế nhưng Yến chỉ lại cực kỳ chậm rãi, cứ như hắn không muốn để nàng xem vết thương trên xe. Tần Hoan thấy thế cũng không thúc giục, không hiểu tại sao từ lần trước hoài nghi yến Trì xong thì trước mặt hắn nàng luôn thấy trột giả. Xe ngựa vẫn cứ đi tiếp, yến Trì cởi áo ở bên trong. Tần hoan tính toán thời gian, đi đến bên hồ lệ thủy cần phải đi nửa canh giờ. Trước đây nàng đã nhìn kỹ vết thương của yến Trì rồi, giờ chỉ cần đổi thuốc thôi thì sẽ là kịp trước khi đến nơi. Trong lòng tần hoan vừa quyết định thì tần hoan đã cởi xong, áo ngoài và áo trong đều cùng nhau tuột xuống dưới ngực hắn cởi ra xong rồi tần hoan mới đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Xe ngựa chật trội nhỏ hẹp, mà Yến chỉ lại ở ngay trước mặt nàng để trần thân trên, nếu như ở trong hầu phủ thì không có gì, thế nhưng hiện tại ở chỗ chật hẹp này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy đỏ mặt. Tần hoan là đại phu, mặc dù nàng trấn tĩnh hơn người thường rất nhiều thế nhưng vẫn thấy hơi ái muội nàng bĩnh tĩnh lại rồi nói. Xin điện hạ xoay người lại yến chỉ nghe lời ngoan ngoãn xoay người lại còn tần hoan lại phát hiện tình huống cũng không tệ như nàng nghĩ yến chỉ nói miệng vết thương không ổn lắm khiến nàng cứ tưởng là vẫn chưa khỏi thế nhưng vết thương của hắn nặng như vậy đương nhiên sẽ không khỏi ngay trong một sớm một chiều thế nhưng sao hắn lại nói vết thương cực kỳ khó chịu tần hoan xem xét cẩn thận một tay vén góc băng vải lên còn một tay vén rèm xe nàng không thấy vết thương chảy máu cũng không nhiễm trùng nữa thậm chí trên miệng vết thương đã có một lớp da non mới màu trắng đục. Rõ ràng nàng không dùng sai thuốc mà. Tần Hoan chuyên chú, Điền Hà nói miệng vết thương không ổn lắm là thế nào? Yến Trì vẫn đang quay nghiêng người, ngứa ngáy không nhịn được. Tần Hoan chừng mắt, Điền Hà có kinh nghiệm xa trường, đây cũng không phải là lần đầu tiên bị thương, vậy mà cũng không biết lúc vết thương lên da non sẽ ngứa ngáy. Yến Trì đường đường chính chính, lần này ngứa không giống với các lần trước. Tần Hoan giờ khóc giờ cười. Đó là bởi vì Tần Hoan dùng thuốc khác với người ta. Nói đến đây, Tần Hoan cảm thấy tốc độ xe ngựa đang dần dần chậm lại. Hôm nay trên đường các người xe qua lại tấp nập. Nàng vốn lo lắng cho vết thương của Yến chỉ nên mới không để ý đến bên ngoài. Hiện tại nàng biết vết thương đã có xu hướng chuyển biến tốt nên mới an lòng. Nàng thả màn xe xuống rồi tự mình cũng lùi về sau. Vết thương của Điện Hạ không có gì đáng ngại, ngài cứ yên tâm hôm nay ta lại mang thuốc mới đến còn tốt hơn thuốc hiện tại nàng lui về phía sau còn yến chỉ xoay người lại tiếp tục mặc áo rất chậm rãi đúng lúc này xe ngựa bỗng nhiên dừng lại tần hoan nhíu mày làm sao vậy không thể nhanh như vậy đã đến hồ lệ thủy được ý nghĩ này vừa nảy ra thì tần hoan chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang áp sát lấy xe ngựa tần hoan chỉ cho rằng yến chỉ có an bài gì khác ở dọc đường Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ xong thì mảnh xe ngựa đột nhiên bị người ta vén mạnh lên. Cửu cô nương đến. Chữ, rồi, còn chưa kịp nói ra thì nhạc thanh chết đứng như tượng ở phía ngoài xe ngựa. Hắn rõ ràng nhìn thấy Yến Trì đang kéo áo ở trong xe. Cả áo ngoài lẫn áo trong Yến Trì đều cởi ra, thế nhưng gương mặt Yến Trì vẫn lạnh lùng ngạo mạn khiến người ta run sợ như thường ngày. Nhưng cảnh tượng này xuất hiện trong xe ngựa dù thế nào cũng khiến cho người ta liên tưởng đủ thứ. Đã thế tần hoan lại còn đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt cũng bình tĩnh như không hề có gì xảy ra. Nhạc thanh đứng hoa đá thất thần, mảnh xe vẫn bị hắn dơ lên cao cho nên không chỉ có mình hắn nhìn thấy thế mà thái trưởng công chúa và toàn bộ người an dương hầu phủ đứng sau lưng hắn đều nhìn thấy hết. Tần hoan nhìn yến trì rồi lại nhìn sang nét mặt của mấy người nhạc gia, đột nhiên cảm thấy hiểu lầm này hơi lớn rồi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn